An Tay lên tiếng về vụ bị Hương Giang nói quậy khóc tùm lum tại The New Mentor. Sau khi tập đầu tiên của The New Mentor lên sóng, cộng đồng mạng bất ngờ gọi tên Andrea Aiba. Theo đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip Mentor Hương Giang thẳng thừng nhắc đến tên An Tay và cho rằng thí sinh quậy khóc tùm lum ngoài trường quay không rõ lý do. Ngoài ra, dù xuất hiện trên fanpage và có lượng tương tác cao nhưng Andrea lại không xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình. Vì vậy, điều đó càng khiến người hâm mộ tò mò về scandal và ồn ào đang diễn ra xung quanh cô nàng và The New Mentor. Liên hệ với Andrea Aiba để biết sự thật, cô khẳng định tin đồn trên mạng là không đúng sự thật. Tôi không biết vì sao thông tin đó lại được lan truyền như vậy. Chắc chắn không có chuyện đó, 9X cho biết. Về lý do không xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình, cô cũng cho biết tôi sẽ liên hệ lại với bên chương trình để tìm hiểu về chuyện này và sẽ lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Người nào không tin thì tôi cũng không có cách nào khác. Bên cạnh đó, nhà sản xuất The New Mentor cũng trả lời truyền thông rằng do thời lượng tập 1 có hạn nên ekip đã cắt bớt phần thi của một số thí sinh. Được biết, khi Andrea đăng ký tham gia The New Mentor, cô đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ người hâm mộ. Trong đó, cô mô tả 15 năm kinh nghiệm của mình trong ngành, từ người mẫu đến diễn xuất. Cô cũng cho biết, dù được nhiều người biết đến nhưng cô vẫn muốn tham gia để chứng tỏ khả năng của mình, đồng thời cũng là cơ hội để tích lũy thêm kinh nghiệm. Ngoài ra, An Tây cho biết cô rất yêu quý, ngưỡng mộ 4 vị cố vấn và mong muốn được học hỏi thêm từ họ. Andrea Aiba hay còn gọi là An Tây, sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ. Chân dài nói tiếng Việt sành sỏi như người Việt thực thụ. Với vẻ ngoài ưa nhìn đầy ấn tượng của mình, cô rất đắt sâu trong các buổi trình diễn thời trang và quảng cáo. Ngoài ra, Andrea Aiba còn góp mặt trong nhiều bộ phim. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, người đẹp Tây Ban Nha đã chia sẻ về những áp lực do danh vọng và tiền tài mang lại. Tôi được mọi người biết đến khi còn rất nhỏ. Việc đó khiến tôi hay bị mọi người soi mói về đời tư. Tôi có giai đoạn bị áp lực rất nhiều. Nhưng cũng nhờ thế, tôi đã trưởng thành, chín chắn, biết suy nghĩ hơn và rút ra được nhiều bài học cho mình. Tôi sẽ cố gắng tốt hơn mỗi ngày để gia đình tự hào về mình.